Dạ, em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã trở lại trong video mới của em. Lần đầu tiên em chúc cô chú anh chị và các bạn cả nhà mình có thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Và sáng ngày hôm nay chính là ngày mùng 8 tại thành phố Vũng Tàu, di tích Nhà Lớn. Thì cô chú anh chị và bạn biết là hôm nay là bắt đầu buổi lễ sẽ đi vào chính thức. Thì không gian ở đây là em bắt đầu ghi hình là tại khu nhà bếp cũng như là khâu hậu cần của di tích Nhà Lớn đạo ông Trần. Thì cô chú anh chị bạn nhìn thấy là các cô, các chú, các bà, các anh thức rất là sớm các bạn. Từ sáng sớm là đã đến đây để làm những cái bánh quy như thế này. Thì cô chú anh chị bạn biết là bánh quy là một trong những đặc sản, là cũng như là những cái món chính trong những ngày lễ. Thì trong một năm có hai lễ lớn là lễ vào tháng 2 và tháng 9. Thì tháng 2 và tháng 9 thì mọi người cũng đều tất bật làm bánh quy, với một ý nghĩa vô cùng rất là đặc biệt là mọi người con căn Phật tử sẽ quy tụ về đây ngày lúc một đông để cho những ngày lễ lớn ở thành phố Vũng Tàu. Thì đây là không gian vào buổi sáng, em mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng xem nha. Hôm nay em chủ yếu là đi sâu vào vấn đề hậu cần và những đơn vị đã chuẩn bị thực đơn để bà con, và đặc biệt là những nguyên liệu cúng như thế nào. Em mời tất cả cô chú anh chị và các bạn tham quan vào buổi sáng ngày mùng 8 này nha. Dạ, và đây chính là công đoạn đầu tiên là các cô thay dầu vô lá phải không cô? Để mình để bánh quy lên không bị dính đúng không cô? Dạ, đây là cái không khí vào buổi sáng. Em mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng xem nha. Bữa nay các bà, bữa nay thức mấy giờ bà? Dạ. 1 giờ 3 giờ. Dạ. Mấy người ta mận trước đó là 1 giờ 3 giờ. 1 giờ 3 giờ là người ta thức rồi đấy ha. Bữa nay là mình phải gói cho xong ha bà. Có nếu mà không xong có qua ngày mai được không? Ngày mai nữa ha. Dạ. Đây để con ngồi tất cả. À bây giờ mình có mở khẩu trang được con ha. Dạ, mở ăn cái cho con ghi hình cho mọi người về làm kỷ niệm năm 2022 tại Trùng Cửu. À lễ Trùng Cửu tại di tích Nhà Lớn A Di Đà Phật. Dạ, đây là công đoạn đầu tiên thì cô chú anh chị bạn nhìn thấy là mọi người lấy lá như thế này, lá chuối các bạn, đặc biệt là lá chuối mình thay dầu vào để bánh quy lên là nó không có bị dính các bạn. Rồi thì bây giờ em sẽ mời tất cả cô chú anh chị bạn đến một công đoạn khác nha. Ở bên đây là những cái bánh đã thành phẩm, hấp ra rồi các bạn, chín rồi. Đó, thì bây giờ em sẽ đưa lần lượt tất cả cô chú anh chị bạn đi từ bên trái của em cho đến bên phải nha. Dạ, và đây thì ngày hôm qua cô chú anh chị bạn nhìn thấy những cái bộ người như thế này thì cũng còn vắng nha các bạn. À, bữa nay đặc biệt là những cái bộ người như thế này sẽ full người hết, đặc bà con cô bác sẽ tề tựu về đây làm những bánh quy như thế này. Bữa nay không xong thì đến ngày mai luôn bạn. Em mời tất cả cô chú các bạn cùng với em xem công đoạn từ khâu nắng bột rồi đưa nhân vào rồi đến ra những vỉ như này các bạn, rồi đem vào bên trong để hấp. Em mời tất cả cô chú các bạn cùng tham quan nha. Mình để lên như gì để mình để cái sau lên không bị dính phải không anh? Cái này là mỗi một cái trong một cái máy nó là hai cái giống vậy. Nhưng mà khoảng nửa thời gian á là mình gặp mình đổi ngược. Em hiểu rồi. Dạ, ai gì là Phật. Dạ. Dạ, đây có là những cái lò hấp trên này các bạn đó. Dạ, đây là một trong những cái lò điện đạo bạn đó hấp dĩ như thế này. Em mời tất cả cô chú chúng bạn cùng xem nha. Dạ. Dạ thì buổi sáng này cô chú anh chị bạn biết là những thực đơn chay để đãi cho bà con thì mọi người đã chuẩn bị rất là sớm bạn. Bình thường là 7 giờ mới đãi ăn nhưng mà bữa nay 6 giờ mấy thôi là em đến đây đã có đãi cho bà con xong rồi. Thì bữa nay là ngày chánh lễ, cô chú anh chị bạn thấy là khâu chuẩn bị khâu hậu cần của chúng ta khá là tất bật phải không ạ? Thì buổi sáng đây là đôi nét cô chú anh chị bạn nhìn thấy các cô các bà đã dò những cái bột mặn. Bột là ngày hôm qua em đã có một cái video quay cho tất cả cô chú và bạn cùng xem là cái khâu chế biến ra bột nha. Thì bây giờ mọi người đã dè cho bột dẻ lên rồi các bạn. Dạ, rồi bây giờ là các cô bắt đầu là bắt bột. Đó, cái này là mình bắt theo cái ý mình không hả cô? Dạ, cho đều đúng không? À, dạ, có máy cắt cho đều các bạn. Chứ không phải là mình muốn dò như thế nào dò. À. Dạ đây là khâu dò bột nha các bạn. Dạ rồi cảm ơn các bà. Dạ A Di Đà Phật. Dạ giờ bên đây chính là những thực đơn chay mà mọi người đã thức rất là sớm bạn, từ ngày hôm qua em thấy đã chuẩn bị, chiều hôm qua đã chuẩn bị các bạn sáng sớm ngày hôm nay. Tuy nhiên ở khu để ăn của mình là khoảng cỡ 7 giờ để ăn cho đến 5 giờ chiều, nhưng mà bữa nay mấy cô thức rất là sớm. Bữa nay là đại lễ các bạn,
đã vào lễ rồi nên mọi người thức là sớm để chuẩn bị một trong những nguyên liệu như thế này. Một trong những thôi bạn, chứ không phải là hết nha. Đây là một phần thôi, ở khu bếp này rất là rộng luôn. Em đi đến đâu mà gặp thì ghi hình cho tất cả cô chú anh chị bạn cùng xem đến đó nha. Tại vì bây giờ mình quy tổng quan này không hết bạn, cái khu bếp này rất là rộng luôn. Thì bây giờ buổi sáng này là một trong những cái video cũng khá là thú vị. Em chủ yếu nghiêng về cái khâu làm bánh quy cho tất cả cô chú anh chị bạn cùng xem nha. Dạ, thì bánh quy là một trong những loại bánh khá là đặc trưng ở di tích Long Sơn Nhà Lớn trong hai đợt lễ lớn, đó là lễ vào tháng 2 và tháng 9. Thì bữa nay là ngày mùng 8 tháng 9 âm lịch, cô chú anh chị bạn nhìn thấy buổi lễ đó giờ bắt đầu thì mọi người, các cô, các chú, các em, các chị đã chuẩn bị rất là sớm, từ sáng sớm là có những đơn vị thức 1-2 giờ bạn. Và những cái loại nhân như thế này, nhân bánh quy thì đã chuẩn bị rất là lâu, từ ngày mùng 6 em đã thấy rồi. Thì cô chú anh chị bạn nhìn trong những clip trước thì em cũng đã chia sẻ cho mọi người xem rồi, là bữa nay chính thức là bắt đầu làm bánh quy. Thì mọi người làm bữa nay không xong thì sẽ tiếp tục cho đến ngày mai luôn bạn. Rồi em mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng xem nha. Dạ. Dạ thì cô chú anh chị bạn nhìn thấy một điều khá là đặc biệt không? Ở bên khâu bên kia các bạn, đầu bàn là mà các cô các chú nắng bánh quy, các bạn nắng tròn vậy đó. Rồi bắt đầu qua đây là một cái khâu nữa là cô chú anh chị bạn nhìn thấy có một cô hai cô đã để vào khuôn bạn. Đó là khuôn bánh quy. Cái khuôn đó mình để cái tròn này vào, mình gõ ra là ra hình bánh quy các bạn. Rồi mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng xem nha. Đây khi mình gõ bánh quy ra là có cái hình như thế này bạn, ở trên đầu này giống như là cái hình của ông quy vậy bạn. Đó, cái khuôn này như thế này. Dạ, và khi đã được đưa vào trong hấp các bạn đó, cô chú anh chị bạn nhìn thấy những cái vị như thế này đưa vào máy hấp bạn đó, là khi mình hấp xong chín, cô chú anh chị bạn đem ra những cái xẻ như thế này. Dạ, đây chính là một trong những cái sừng bánh quy đã được hấp chín rồi bạn. Cho chọn bằng đặc biệt là cái lá chuối cắt phải chọn theo cái bánh. Rồi qua bên đây cô chú nhật bạn nhìn thấy mọi người tha dầu thêm để cho bánh đỡ dính bạn. Và đây là công đoạn cuối cùng là các cô sẽ sắp lại thành hình. Cái ý nghĩa mà tại sao mình không gói bánh khác mà mình gói bánh quy vậy ha? Tại hồi đó giờ ông bà để đâu đó giờ làm. Dạ, vào cứ dịp lễ quy tụ á. Dạ, cũng như là nhằm quy tụ lại. Dạ. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, con cảm ơn bà, cảm ơn chị. Dạ. Dạ, và đây chính là công đoạn mình lường gạo bạn, lường gạo vô gạo. Một cái thúng như là mình lường bao nhiêu lít chú ha? 4 lít. 4 lít hả? Thúng nào cũng đều 4 lít hết. Dạ. Dạ, và khi mình lường 4 lít cho thúng rồi, cô chú như bạn nhìn thấy đây một công đoạn là mình sẽ cho gạo bạn. Cho gạo và bắt đầu mình sẽ để vào cái vỉ như thế này. Đó, mỗi một thúng là 4 lít, mà 4 lít thì mình sẽ để một cái vỉ như thế này. Đó, có người rửa, có người làm rất là sạch sẽ luôn bạn, sẽ tiếp tục đem vào hấp. Và đây công đoạn chính là đem cơm ra đãi bà con các bạn. Em mời tất cả cô chú chúng bạn cùng xem nha. Thôi cô.
Chị bán quán ở đâu? Dạ đây là công đoạn ép bột nè các bạn. Ngày hôm qua thì cô chú như bạn nhìn thấy là nè, các anh, các cô, các chú đã xay bột ngày hôm qua ép ra cho trẻ các bạn. Rồi bữa nay là đem ra máy như thế này để đánh ra thành bột. Em mời tất cả cô chú như bạn cùng xem nha. Cái này mình đánh cho dẻo lại anh. Cái này hồi xưa mà không có máy mình đánh bằng tay chắc đã luôn ha. Đuối luôn á. Quá nhiều luôn. Hồi xưa là làm bằng tay không đó anh. Dạ thì bữa nay là cũng như công đoạn chế biến chuối ghém của mình tiếp tục nữa bạn. Thì bữa nay bắt đầu vào chánh lễ rồi, em mời tất cả cô chú và bạn cùng xem. Cái đơn vị hậu cần của mình bữa nay sắc chuối tăng cường rất là nhiều luôn các bạn. Hôm qua em thấy đống chuối khá là cao luôn nè, bữa nay giật còn khoảng nữa luôn nè. Em mời tất cả các cô chú và bạn cùng xem nha. Dạ đây chính là một trong những phần nếp mà khá là đặc biệt. Cô chú anh chị bạn nhìn thấy buổi sáng này các cô, các bà, các chị, các anh đã rút nếp như thế này để nấu xôi. Em mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng xem công đoạn nấu xôi nha. Đây là những cái nồi nấu xôi đó các bạn. A Di Đà Phật. Em rất là tuyệt vời được ghi hình vào buổi sáng ngày chánh lễ đó các bạn. Thì mọi người tất bật, mỗi người một khâu, mỗi người một việc để chuẩn bị ra bánh quy, thực đơn đãi bà con rồi xôi, quá là tuyệt vời. Đây là một trong những mối đạo mà cũng là một trong những cái lễ đầu tiên của em ghi hình còn thiếu sót cái gì cô chú anh chị bạn cũng thông cảm bỏ qua cho em nha. Và cái tiếp đây chính là một trong những nơi chế biến gà thịt đơn chay để cho bà con. Thì đây là đậu su xào các bạn. Như là Phật. Dạ đây chính là công đoạn ép cái nước cốt dừa. Dạ đây chính là một trong những nguyên liệu như hũ qua đâu bạn. Dạ đây bạn là mọi người chuẩn bị từ ngày hôm qua, bữa nay đem ra chế biến các bạn. Dạ đây bạn, đây là một trong những cái dĩ đậu xanh ngày hôm qua mà các cô đã ngày hôm qua đã làm. Bằng chiều hôm qua em có quay cho tất cả cô chú như bạn cùng xem rồi, thì bây giờ là thành quả nha các bạn. Đây là buổi sáng như thế này nhìn rất là ngon luôn nè, em quay cận cảnh cho tất cả cô chú như bạn cùng xem nha. Đó gồm có là đậu xanh nè bạn, nước cốt dừa nè, còn rất là nhiều nguyên liệu khác nữa. Các cô làm rất là cực khổ để tạo ra một cái khuôn như thế này. Đây là toàn bộ thực phẩm chay nha các bạn. Đó. Rồi để đây bắt đầu chuẩn bị, trước là kỉnh, sau thì sẽ đẩy bà con nha. Cô chú nhìn thấy công đoạn ngày hôm qua làm rất là cực khổ phải không? Bữa nay là thành quả nè bạn. Đây để con quay cho tất cả các cô làm kỷ niệm nha, các bạn làm kỷ niệm. Quay bữa nay ngày mai nữa là con về rồi. Dạ. Con về nhưng mà lòng chắc nào cũng còn vương vắng với xứ sở ở thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. À, đặc biệt là khu di tích nhà lớn. Dạ với lời chia sẻ của các khâu hậu cần của các cô lớn tuổi ở đây thì bữa nay là khoảng cỡ 9 giờ. Cô chú anh chị nhưng bạn nhìn thấy xa xa đó không? Đó chính là một cái mâm, những cái bàn như thế này đã chuẩn bị phối cổ lúc bữa nay là 9 giờ sẽ đem lên kỉnh ở trên các bạn. Và ngày mai là sẽ vào chính vệ, ngày mai có những cái điều hấp dẫn hơn nữa là sẽ phối cổ rất là nhiều. Thì mỗi một ngày em sẽ cập nhật liên tục cho tất cả cô chú và các bạn cùng xem một cái mối đạo, một cái buổi lễ khá là tuyệt vời tại vùng đất thành phố Bà Rịa Vũng Tàu, khu di tích nhà lớn.
thì cô chú anh chị bạn đi đến thành phố Vũng Tàu, diện tích nhà lớn thì không thể nào bỏ sót được một cái khu khá là đặc biệt này, chính là một cái mối đạo của ông Trần. Thì em là cũng là lần đầu tiên đi đến đây, chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị bạn cùng xem. Mà nếu ví dụ như mà còn cái nào mà chưa có đầy đủ nội dung, hoặc là còn thiếu sót nội dung như thế nào, sẽ tất cả cô chú anh chị bạn xem video hãy comment ở bên dưới để cho em hoàn thiện hơn cho những ngày buổi lễ sắp đến nha. Rồi thì bây giờ tiếp tục câu chuyện của mình, em mời tất cả cô chú anh chị bạn tiến vần ra bên ngoài, rồi xa cái đơn vị khô hậu cần, mình sẽ đi đến nhà đãi ăn vào buổi sáng này, quay cho tất cả cô chú anh chị bạn cùng xem. Dạ, đây là công đoạn các cô lựa ra gao bạn, rồi đem ra đây sắt. Cô chú nhật bạn nhìn thấy buổi sáng này khá là tất bật phải không ạ? Bữa nay là cũng như là ngày mùng 8 rồi thì buổi lễ sẽ chính thức bắt đầu. Thì phản với lời chia sẻ của mọi người thì cô chú nhật bạn nhìn thấy là khâu nhà bếp của chúng ta sẽ tập trung tất cả các thực đơn tại đây, sẽ chuẩn bị là 9 giờ đem lên kỉnh bạn. Đây, một tí nữa đến khâu mà chuẩn bị phối cổ ở đây thì em sẽ mời tất cả cô chú nhật bạn cùng xem một lần nữa nha. Thì đây là công đoạn chế biến, em mời tất cả cô chú nhật bạn cùng xem. Dạ, thì bây giờ em đã đi đến được khâu để ăn vào buổi sáng rồi. Thì đây là không khí khá là tấp nập vào buổi sáng hơn 7 giờ sáng ngày mùng 8. Em mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng xem khâu để ăn của mình nha. Còn là bộ là đồ ăn chay các bạn, và cô chú như bạn nhìn thấy trên bàn lúc nào cũng có một cái lẩu lớn như thế này để mọi người chan canh. Không có canh chua thì cũng có bí hầm dừa, khá là tuyệt vời. Đây là một trong những cái miếng đậu xanh vàng ngày hôm qua các cô đã đổ buổi chiều rồi, rất là tất bật luôn. Bữa nay là đã có thành quả ăn rồi nè. Thì bữa nay các cô đã đem ra để chuẩn bị đãi cho bà con. Em mời tất cả cô chú các bạn cùng xem nha, đây rất là ngon luôn đó các bạn. Đây gồm có là đậu xanh nè, nước cốt dừa thì rất là nhiều nguyên liệu khác. Ăn một miếng này là nhớ công cực khổ của các cô rất là nhiều các bạn. Và đây chính là một trong những nơi tập kết đồ ăn để đãi cho bà con. Ở đây là không bao giờ hết đồ ăn các bạn, ở trong là liên tục đem ra để đây cho bà con. Đây là mắm các bạn, ngày hôm qua các cô các bà đã làm cực khổ, bữa nay đã có thành quả ăn rồi. Mắm ruột, mắm chay. Dạ, ở dưới đầu ạ. Và bữa nay cô chú như các bạn nhìn thấy là ba cái bộ ngựa tăng cường theo các bạn là đầy ắp đồ ăn luôn này, để cho bà con lúc nào cô chú các bạn đi đến đây cũng được ăn thoải mái các bạn. Dạ thì bây giờ bữa nay hôm nay là đã vào chánh lễ rồi, ngày buổi sáng ngày mùng 8, em mời tất cả cô chú anh chị bạn khu xem khu nhà khách cũng như là khu nhà lớn, mọi người đến đây tệ tự như thế nào và chuẩn bị mâm vật phẩm cúng ra sao nha. Em mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng xem. Thì mình đi vào đây đem những cái vật phẩm trên tay thì đã có một cái đội hình ở trong này là các cô các chú các anh sẽ sắp ra lên mâm và sẽ ghi đơn vị mình trong đó để đem dâng lên cúng ông. Và đặc biệt hơn, mình sẽ được đãi trà, đãi bánh, đãi nước và nghỉ ngơi tại đây. Em mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng tham quan vào buổi sáng lúc hơn 7 giờ sáng ngày mùng 8, cũng như là ngày chánh lễ. Thank you.
Giờ này chắc có lẽ là em sẽ kết thúc video đây. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị cô bác trong clip kế tiếp. Em cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành ủng hộ và xem hết video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại. Đây là những chiếc phim khá là giá trị vào buổi sáng ngày chánh lễ mùng 8 tại di tích nhà lớn đạo của ông Trần. Em sẽ hẹn gặp lại quý anh chị cô bác trong video kế tiếp. Em cập nhật liên tục cho cô chú các bạn cùng xem nha. Dạ, sau đây là một phái đoàn từ nước ngoài đến cung viếng vào lễ của ông vào ngày mùng 8. Em mời tất cả cô chú các bạn cùng xem nha.